Hello, Dung xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dung đang đứng trước cái cửa hàng mới của Dung và bảng hiệu đã hoàn thành. Mặc dù là người ta in cho Dung nhưng mà cameraman thực hiện cho Dung. Tiệm của Dung là nó rộng như là từ bên này qua bên này luôn. Và Dung làm hai ngành nghề cho nên Dung chia ra làm đôi cái nội dung, là một bên đó là bán áo dài và một bên là sửa quần áo. Thì cái plaza này cũng cho Dung để một cái bảng nhỏ xíu ở trên cái trung tâm á, là giới thiệu cái công việc của cái tất cả trong cái plaza này. Thì cái bảng mà màu hồng hồng á là của Dung á, được hai mặt luôn, mặt bên này và cái mặt bên kia luôn. Dung cũng sorry tất cả cô chú anh chị gần xa, vì tuần qua Dung rất là bận luôn, set up mọi cái rồi sắp xếp lại. Nhiều khi mình sắp xếp rồi mình ngắm nghía mình thấy không có hợp lý để mình chia ra cái những cái phần bố cục ở trong bên trong cái tiệm á, rồi cứ thay đổi rồi sắp xếp, cho nên mỗi ngày làm chút. Và song song đó Dung vẫn làm cái công việc sửa đồ hàng ngày của mình, cho nên Dung không có ra video. Dung xin cáo lỗi mọi người nha. Thì cái plaza này á gồm rất là nhiều cái công việc ở đây, rất là nhiều cửa hàng ở đây. Thì Dung dời về cái khu này thì phải nói rất là thuận tiện cho cái Bắc Kinh, rất là rộng lớn. Mọi người có thể đậu xe ở bất cứ đâu, chẳng hạn như chú này mới tới tiệm Dung pick up đồ nè, quẹo vô một cái là coi như là lấy đồ về luôn, rất là thuận tiện luôn. Và Bắc Kinh rất là thoải mái, có Bắc Kinh đằng trước và Bắc Kinh đằng sau luôn, cho nên rất là dễ dàng để mà đi vô sửa đồ cho Dung ha, hoặc là đi tới những cái dịch vụ khác, hoặc là đi vô nhà hàng ăn uống. Thì Dung xin giới thiệu sơ lược về cái hành lang này ha. Cái hành lang này là dẫn qua cái chợ ABC, là cái chỗ cửa hàng cũ của Dung làm á. Thì giờ Dung đưa mọi người đi tham quan một vòng ha. Và cũng là Dung chỉ là chỗ tiệm mới và tiệm cũ nó cũng không có cách xa gì mấy. Những ngày qua, tuần lễ qua thì được cái cũng có một số cô chú anh chị tìm ra Dung rồi. Cái bảng mà Dung dán ở bên đó thì cô chú anh chị đi theo sự chỉ dẫn á, thì cũng tìm ra Dung. Dung cũng xin cảm ơn cô chú anh chị vẫn tiếp tục ủng hộ cái công việc của Dung ha. Bây giờ Dung đưa mọi người đi một vòng ha. Phở gà Hải Vân á, rất là nhiều món ăn. Gỏi rồi cơm gà rồi hủ tiếu xào, cơm chiên, nói chung là đồ ăn thức uống Dung ăn Dung cũng thấy cũng rất là ok. Kế bên á là trung tâm giặt ủi, là người ta giặt đó cả nhà, khách cũng rất là đông. Còn đây là đăng ký xe. Dung cũng chưa có tiện tìm hiểu nhiều cái khu vực mà Dung đang làm, tại vì mới mẻ quá. Đây là cái quán cà phê mà người ta bán cà phê và thức ăn sáng và thức ăn trưa. Hôm nay là ngày off, còn nếu mà ngày mở thì người ta phải xếp hàng, người ta order, cho nên cũng rất là đông khách. Còn đây là tiệm nail mà Dung quen, cũng là khách hàng luôn. Tiệm nail quá trời đẹp luôn nè, rất là đẹp. Còn đây là tiệm bánh donut mà Dung cũng quen luôn, Dung cũng thỉnh thoảng qua đây mua bánh. Đi dọc hết cái hành lang này á, là sẽ nhìn thấy chợ ABC. Thì bên trái á, là trước mặt Dung á, là cái bánh mì Ly Sandwich á, nó rất là dễ dàng nhận diện. Chẳng hạn như khi mà tới cái cửa hàng cũ của Dung á, thì mình chạy vòng qua xong mình cặp theo cái bên hông của bánh mì Ly Sandwich, nó không có đi ra mặt đường ha, mà mình cặp theo cái bên hông nè, đây nhìn rõ ràng nè, mình cặp theo cái bên hông của bánh mì Ly Sandwich đó mà mình chạy thẳng một đường tới là Dung ở bên trái ha, rất là dễ nhận dạng. Ở nhà đây là cuối hành lang đó, chợ ABC là bên kia và cái cửa hàng cũ của Dung cũng ở bên đó luôn đó. Thường thường Dung chỉ các chị, các cô, các chú là chạy theo cái bên hông, nếu mà lỡ đi vô cái tiệm cũ rồi á thì chạy theo bên hông của bánh mì Ly Sandwich và đi một cái đường thẳng tới là tiệm của Dung nằm bên trái.
rất là dễ nhận dạng. Hoặc là cô chú anh chị nào mà đi chợ thì có thể đi bộ thông qua thông lại cũng rất là dễ luôn. Trời bây giờ đang chuẩn bị mưa, trưa nay là bắt đầu mưa tiếp. Cali năm nay mưa rất là nhiều, nhiều hơn mọi năm luôn. Thôi giờ Dung đi vô, Dung sẽ quay trong tiệm của Dung coi sau một tuần Dung đã sắp xếp được những gì ha. Mời mọi người theo chân Dung ha. Dạ. Có khách đang kiếm. Hai Sơn. Hai. Dung đi bộ từ cái hành lang từ đó đi về đây thì chưa đầy 2 phút đã tới tiệm rồi. Và ông khách Mỹ Trắng này mới lấy đồ bây giờ đang dè xe ra. Đó thì Dung cũng một tuần qua Dung đã set up được một số bố cục trong cái khuôn viên cái tiệm mới của Dung. Mời mọi người theo chân Dung vô tham quan ha. Cô chú anh chị có nhận ra điều gì không? Đó là toàn là móc thôi, chưa có quần áo. Vì Dung đang chờ quần áo, đang trên đường qua thì độ khoảng chừng khi mà video này post lên ngày mai thì có thể là 1-2 ngày nữa là Dung cũng đã nhận được. Thì Dung đã chuẩn bị hết trơn những cái móc rồi để chờ hàng qua. Thì khi mà hàng Dung qua đủ trong vòng nửa tháng thì phải nói là rất là full tiệm luôn và rất là nhiều mặt hàng, chứ không có riêng vì những cái không có giống như những cái mặt hàng mà năm ngoái Dung đã bán. Dung sẽ có những cái mặt hàng loại mới và nhiều cái chủng loại, những cái nhiều cái mẫu mã cũng như là kiểu dáng, có cổ hoặc là tay dài hoặc là tay ngắn, tay lỡ, một lớp, hai lớp, rồi hàng kết trang trí và không có kết hàng trơn luôn. Nói chung là rất là nhiều thứ Dung không có Dung không có nhớ để mà Dung kể ra hết. Vì Dung order rất là nhiều thứ, rất là nhiều loại. Khi mà Dung nhận được hàng đầy đủ thì coi như là cái tiệm của Dung là nó full luôn. Nó rất là nhiều ha. Dung cũng mong tiếp tục được sự ủng hộ của cô chú anh chị ha. Và kỳ này Dung có hàng cho boy từ 1 tuổi cho tới từ size số 1 và size số 16 luôn. Và hàng cho đàn ông nữa. Đó là những cái áo dài dành cho nam. Dung cũng có rất là nhiều luôn ha. Thì sơ sơ đây là những cái hàng hóa mà Dung còn lại trong cái mùa Tết. Thì Dung vẫn treo ra Dung bán như bình thường. Sắp tới hàng full thì Dung sẽ trưng ra nhiều hơn. Và Dung sẽ sắp xếp sao cho đẹp và bắt mắt để cho cái cửa hàng của mình nó được phong phú hơn. Như cái tà áo dài này nè, đây là cái dãy mà phải nói là đầu tiên full cái sào của Dung luôn. Đó là hàng ren, hàng áo ren. Thì áo ren thì mình nên mặc với lại cái quần cùng màu luôn thì nó rất là đẹp ha. Thì cái mẫu này Dung chỉ còn có 4 áo là có kết trang trí thôi. 4 áo kết trang trí thì có 3 cái áo kiểu giống nhau và một cái áo kiểu khác nhau. Đây là cả nhà. Khi mà mình mặc cùng với lại vải quần á, cùng màu á thì nó rất là đẹp và nó sang. Chứ mình mặc màu trắng vô thì nó cũng dễ thương, nhưng mà Dung thì không có thích phối như vậy. Dung thích là phối cùng màu quần với lại màu áo luôn thì nó đẹp hơn. Dạ dạ. Để Dung vô nhận hàng nha. Dạ. Dạ, thank you sir. Hai cô. Dạ, yeah. Chào cô. Bác, dạ, yeah, cháu đây. Bác Thu. Đang quay để chuẩn bị cho video ngày mai. Dạ. Dạ, tuần sau là qua áo bà ba thêu đẹp lắm. Đúng rồi, mua thay bộ bự trước nha. Có. Cái xài lớn nhất kìa, nó thịt xanh. Dạ, xay 6. Áo hả? Áo. Dạ. Mua đi. Mua gì, mua áo dài đi. Giờ đâu có xài. Khoảng thứ 5 này là em về áo dài.
mấy cô ở trên Los xuống sửa đồ, cũng là khán giả xuống ủng hộ cho Dung luôn. Sửa đồ và dạ bán cơm, bán mì xào, ăn cũng được lắm, ăn cũng được lắm. Dạ. Dạ. Rất là tiện đó. Gia đình đi qua ăn bên phở Hải Vân luôn. Đó thì Dung cũng cảm ơn rất là nhiều khi mà tìm ra Dung và tiếp tục ủng hộ cho cái tiệm mới của Dung ha. Mỗi người ủng hộ Dung một tí thôi là Dung có khả năng duy trì cái tiệm lớn mạnh hơn. Dung xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và đây là cái giờ mở cửa của tiệm Dung ha. Từ thứ 2 cho tới thứ 7, từ 10 giờ tới 6 giờ. Sunday thì Dung mở từ 10 giờ tới 2 giờ. Nhưng mà thực ra nếu mà ai cần thì Dung có thể ở lại tới 3 hoặc 4 giờ và sau đó Dung đi lễ. Thì Dung xin mời mọi người đi vô trong ha. Phía sau cái cửa kính á, thì Dung sẽ gắn cái cửa sắt kéo băng qua từ bên kia qua bên này luôn. Đó là để cho an ninh, cho nó được an toàn á. Và hôm qua cameraman mới gắn cho Dung cái này nè. Khi mà cuối ngày về là mình che hết cái cửa hàng luôn. Đó, đó. Thì ban ngày thì mình kéo lên, khi mà nắng thì mình kéo xuống. Cửa sắt thì mấy ngày nữa người ta cũng tới gắn cho Dung. Nói chung là cái tiệm của Dung có nhiều hứa hẹn lắm. Chừng một tuần nữa là coi như nó đầy đủ hết. Đó thì cái cửa sắt để cho an toàn. Khi mà Dung gắn cửa sắt thì cái mấy cô người mẫu này Dung sẽ cho lùi về phía sau một chút xíu nữa. Để cho cái khoảng không gian cho cửa sắt nó kéo qua. Hàng hóa thì Dung đang chờ rất là nhiều. Nhưng mà kỳ này thì Dung chưa có tìm ra cái nguồn hàng áo sườn xám. Thì nếu mà cô chú anh chị nào biết cái nguồn hàng áo sườn xám nào thì chỉ cho Dung biết với. Dung chưa có tìm ra cái nguồn hàng áo sườn xám cũ á, thì Dung không có liên lạc được, mà không hiểu vì sao luôn. Mấy cái móc này là chờ hàng hóa qua. Bên trong á, là Dung set up cái khu vực mà Dung dành cho cái công việc chính của Dung, là cái công việc sửa quần áo từ trước tới giờ. Khi mà đi qua đây Dung có cái khoảng không gian thì Dung sẽ gắn Dung sẽ để bàn ghế ở đây, thì nếu mà lỡ mà Dung không có làm kịp hàng hóa để giao á, Dung không có làm kịp á, thì mọi người có thể ngồi đây để mà chờ Dung làm ít thời gian thì Dung sẽ làm xong và giao cho mọi người ha. Và cái tủ này là cái tủ quần áo dài. Quần áo dài là Dung bán 10 đồng một cái. Quần áo dài ha, màu nào Dung cũng có và Dung có các size luôn. Còn cái bàn bên này, cái tủ bên này là Dung dành để, trước mắt là Dung để những cái bịch hàng mà Dung nhận vô để sửa đồ. Và sau đó là cái dàn máy và Dung với ông xã Dung làm là chính. Còn ba Dung lên chơi. Hello ba, ba chào khán giả ba. Ba Dung là mặc dù lớn tuổi nhưng mà ba Dung rất là thích may. Và Dung được ba Dung may váy cho mặc từ lúc mà Dung 8 tuổi. Cái ngày mà rước lễ lần đầu Dung được ba may váy cho mặc. Cho nên ba rất là khéo tay. Thỉnh thoảng ba lên chơi thì ba có phụ Dung chút ít. Đây là cái phòng thử. Đầu tiên Dung định là mua gỗ về Dung đóng. Nhưng mà với cái màu sắc như thế này, nếu mà mình đóng bằng gỗ mà sau đó mình sơn lên thì mình sẽ tốn tới hai chi phí và tốn công rất là nhiều nếu mà mình tự đóng. Thì vô tình ông xã Dung lên Amazon thì phát hiện ra người ta bán sẵn cái phòng thử luôn. Ở trong nó là cái khung bằng sắt, khung sắt nè cả nhà. Còn đây là bằng vải thì mình căng mình chùm nó lại thì được một cái phòng thử rất là ưng ý. Rất là gọn gàng và nó hợp với lại cái màu sắc của cái tường luôn, cho nên cũng rất là tiện lợi. Còn cái nút này là Dung đính vô để cho mọi người biết là bên này là cửa mở nè, bên này là cửa mở, còn cái đó là giới hạn lại không có mở được. Thì trong này Dung có đính một cái nút luôn và một cái quai để khi mà mình tới mình thử mình có thể gài nó vô thành một cái cửa tạm luôn. Ví dụ mình đang thử mà người ta kéo không có được á, cho nên thôi cũng được đi ha, cũng tạm được. Bên này á, đi vô trong này là cái khu vực mà cái nghề của Dung làm. Thì hôm qua Dung mới order thêm một cái máy này. Cái máy này là cái máy cuốn biên. Thì sắp tới Dung có máy cuốn biên rồi nha cả nhà. Mấy năm nay Dung không có, Dung rất là khó chịu. Và Dung mới mua thêm một cái máy may này nữa. Đó, hôm qua người ta cũng mới giao xong.
Và cái máy này là cái máy kỷ niệm của Dung, vác nó từ Việt Nam qua đó. Còn cái máy này thì mấy cái máy này thì Dung mua ở bên bên đây hết. Thì đây là một cái máy may, coi như là hiện tại giờ là Dung có ba cái máy may ha, và máy cuốn biên, và máy vách sổ, và máy khô vật tích để chuyên may thun. Và cái máy này là cái máy hem quần tây, và cái máy này là cái máy Dung mua ở Walmart, là chuyên làm nút đó. Tính ra cái nghề may ở tại Mỹ này thì Dung đã có đầy đủ máy móc hết rồi. Bây giờ chỉ còn chiến đấu nữa thôi. Thì Dung sẽ phải nói là qua bên này Dung rất là happy, Dung rất là vui vì cái không gian làm việc của mình rất là thoải mái, rất là rộng rãi, cho mình thoải mái trong cái công việc mỗi ngày, không có phải gò bó chật hẹp nữa. Mấy năm qua thì Dung làm những cái hai cái chỗ kia phải nói là rất là gò bó và chật hẹp, và khi mà qua đây Dung cảm thấy Dung rất là hài lòng và rất là happy. Và một điều phải nói là Dung quên giới thiệu và rất là sơ suất luôn, đó là bàn thờ Đức Mẹ ba Dung làm cho Dung. Bàn thờ Đức Mẹ Dung đã đưa lên đây cũng đã những ngày đầu rồi, rất là đẹp. Đức Mẹ ban ơn cho Dung được mọi sự như ý. Ba Dung rất là khéo tay, ba làm bàn thờ cũng rất là nhiều. Mấy năm trước ba Dung đã làm tặng cho Dung một cái bàn thờ Đức Mẹ ở nhà Dung á. Mọi người quay phim thấy thì ai cũng khen là bàn thờ rất là đẹp. Đó là tay nghề của ba Dung rất là khéo léo. Và ba Dung rất là thích làm bàn thờ. Thì và một điều rất là đặc biệt, hay là một điều rất là phải nói là có một cái gì đó phải nói là rất là Dung không giải thích, không biết giải thích làm sao. Tại vì khi mà Dung đón ba lên á, là ba Dung mang bàn thờ. Tại vì khi mà Dung sắp xếp cái công việc á, để mà chạy xuống Long Beach để đón ba Dung á, thì cứ hẹn lại, ba ơi con hôm nay con bận con không có xuống được, ba ơi chưa có xuống được. Cứ vậy á, thì cái bữa mà sắp xếp công việc để đi xuống Long Beach đón ba Dung lên để đưa bàn thờ lên á, cho cái tiệm mới của Dung á, thì phải nói là không có cái sự chuẩn bị trước. Nhưng mà khi mà ba Dung đi vô tiệm rồi đưa bàn thờ mẹ vô là tự nhiên nha, có một chị vô tặng cho Dung một bó hoa. Và nói là khi mà mình có bàn thờ Đức Mẹ và có hoa dân mẹ liền thì phải nói là rất là tốt. Cho nên vô tình là có liền ngay tức khắc luôn, trong vòng mấy phút là chị nhào vô tiệm, chị nói Dung ơi, nhân khai trương chị tặng cho em cái bó hoa. Trời, Dung rất là bất ngờ luôn. Và sau đó là được một chị họ tặng cho Dung một cái chậu lan rất là đẹp, cũng để dâng cho Đức Mẹ luôn. Nhưng mà hiện tại giờ Đức Mẹ trên cao và cái bàn thờ nhỏ quá cho nên Dung không có chỗ để. Thôi, Dung dâng cho Đức Mẹ rồi và Dung sẽ để ở đây. Chị, hai chị ăn sao? Một vòng Dung đã giới thiệu ở bên ngoài và bên trong cái khu vực cái tiệm mới của Dung. Thì Dung cũng xin cảm ơn cô chú anh chị luôn dõi theo và ủng hộ cái kênh YouTube của Dung, cũng như công việc, những cái công việc mà Dung làm. Giống như cái chị khách hồi sáng á, chị nói là lâu quá Dung không có thấy Dung ra video, và Dung không có ra video thường xuyên trong cái thời gian qua. Dung thật sự là rất là cáo lỗi. Dung sẽ cố gắng dung hòa giữa công việc và cái công việc làm YouTube. Thì Dung sẽ cố gắng hơn nữa. Thôi mọi người cho Dung thời gian ha, để Dung ổn định cái tiệm của Dung. Dung set up
cho nó hoàn chỉnh, thì lúc đó Dung sẽ ra video thường xuyên hơn. Và một lần nữa Dung xin giới thiệu về cái địa chỉ mới mà cái tiệm Dung dời qua, đó là số rất là dễ nhớ, số 1318 Magnolia Anaheim, cũng gần chợ ABC thôi, mình có thể đi bộ 2-3 phút là mình tới chợ rồi, tới cái tiệm cũ của Dung. Cho nên Dung cũng mong mọi người dễ tìm ra và tới ủng hộ cho Dung ha. Số điện thoại của Dung á, để mà order các cái mặt hàng mà Dung bán á, là Dung có hai số điện thoại nha cả nhà, là 714-247-9095 và 858-905-9999. Và cái địa chỉ của Dung là 1318 Magnolia Anaheim. Mong mọi người tới ủng hộ cho Dung nha. Một lần nữa Dung xin cảm ơn và Dung xin hẹn lại video kế tiếp nha. Bye bye.